Kênh Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến bất ngờ, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ, trúng số đổi đời giàu to, xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chuẩn, đúng 7 ngày tới tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Thời đến cản không được, bất ngờ vận may bùng nổ, trúng số đổi đời, giàu sang phú quý không ai sánh bằng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh Giáp Dần sinh năm 1974 thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong mỏi có một cuộc đời bình yên, hạnh phúc, nếu như không quá giàu có, sung sướng như người khác, thì ít nhất cũng sở hữu những ngày tháng không lo toan sầu muộn. Tử Vi học có nói, trong cuộc đời, trời sinh mỗi người một số mệnh, không phải ai sinh ra cũng được tận hưởng những điều tốt đẹp, có người ngay từ khi sinh ra, đã sống trong nhung lụa, điều kiện đủ đầy, ở nhà rộng, xe sang, có người hầu kẻ hạ, nhưng cũng có những người sinh ra trong cảnh nghèo khó, không được học hành tử tế, lớn lên phải mưu sinh vất vả, chắc chiêu từng đồng một, ấy thế mà tiền vẫn chẳng đủ tiêu, đôi khi cảm thấy cuộc sống rơi vào cảnh bần hèn, không biết bao giờ mới khấm khá hơn. Ai chẳng muốn mình sinh ra trong một gia đình giàu có, được chăm chút từ những điều nhỏ nhất, tuy nhiên, chẳng ai có thể chọn gia đình để sinh ra được. Ra đời trong gia đình giàu có thì sung sướng, sinh ra trong gia đình nghèo khó thì khổ sở là chuyện đương nhiên, mỗi người sẽ mang một số mệnh khác nhau. Tất cả đều có lý do riêng của số phận, cũng chính vì lẽ đó mà ngày nay người ta thường tìm đến Tử Vi để đoán định trước tương lai, cũng như đoán lành, tránh dữ. Mới đây nhất, theo giới chiêm tinh học luận giải về Tử Vi đúng 7 ngày tới cho thấy, con giáp tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, chuyển vận đổi đời, phất lên như diều gặp gió, sung sướng như tiên, tiền nhiều như nước, cuộc sống an nhàn, sung túc tới già. Vậy thì cơ may nào sẽ đến với người này trong thời gian tới, và bản mệnh cần phải làm gì để không bỏ lỡ cơ hội trong thời khắc cát lành này? Thì ngay bây giờ, xin mời quý khán giả cùng đón xem và chiêm nghiệm luận giải chi tiết ngay sau đây của Minh Đường Tử Vi. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về vận trình Tử Vi đúng 7 ngày tới của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh tính cách người tuổi Giáp Dần 1974 có điểm gì nổi bật ngay sau đây. Tuổi Giáp Dần là người không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn, nghịch cảnh. Quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng gian dội, hãnh diện bấy nhiêu. Giáp Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm. Người tuổi Giáp Dần tượng trưng cho sự uy quyền, gia tính liều lĩnh, thích mạo hiểm, thích làm những việc đụng trời để khiến mọi người phải chú ý tới. Tuổi Giáp Dần có tính tập trung cao, khi họ đã làm việc gì thì quên hết mọi thứ xung quanh, luôn đem hết tất cả sức lực và tinh thần mà hành sự một cách thông minh, có tầm nhìn xa rộng, những chú hổ học hỏi rất nhanh, có thể nắm bắt mọi thứ trong chớp mắt. Họ có thể dễ dàng chuyển từ công việc này sang công việc khác cùng lúc. Trong suốt cuộc đời mình, Giáp Dần đổi việc rất nhiều, họ thấy vui vẻ trong những vai trò khác nhau và làm tốt nhất khi phải gánh trách nhiệm trên vai. Quyết đoán và dũng cảm, nên tuổi Giáp Dần sẽ chẳng bao giờ lùi bước trước thử thách, nơi đâu có hiểm nguy, khó khăn thì hổ sẽ lao vào. Khi người khác trùng chân tìm lối khác, hổ cũng vượt lên trên đương đầu, và khi không ai dám bảo vệ kẻ yếu, những người bị áp bức, trà đạp, bị chối bỏ,
thì với lòng quả cảm không hề e dè hay sợ sệt, những chú hổ cầm chắc tay kiếm lao vào kẻ địch, mang đầy tính nhân ái. Hổ dù mạnh mẽ nhưng trái tim luôn nồng cháy, cởi mở và chân thành, giáp dần luôn đấu tranh cho quyền lợi của mình và những người mà họ yêu thương. Họ là những người khó đoán và chưa bao giờ được đánh giá một cách đúng mức cả. Họ thích nghi nhanh và luôn là người dẫn đầu trong mọi cuộc chơi. Đó là những người thẳng thắn, trung thực, công bằng, luôn thể hiện những mặt tốt đẹp của mình với những ai quen biết. Họ tôn trọng truyền thống là một trong những nét tính cách đặc trưng của người tuổi Giáp Dần. Khi một ai đó làm trái ý hay gây hại cho người tuổi Giáp Dần thì người đó hãy cẩn thận, bởi Giáp Dần có tính thù dai, lòng oán hận, có thể khiến họ làm bất cứ việc gì, dùng bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Cuộc đời người tuổi Giáp Dần khá thăng trầm, khi lên voi, lúc xuống chó, bởi lúc nào họ cũng thấy bất mãn, không vừa ý với chính mình. Hổ ở phương Đông là tượng trưng cho quyền lực, nhiệt tình và mạnh bạo. Họ cũng là một người vui tính, ưa kết bạn, thu hút sự chú ý của mọi người và rất khó nắm bắt. Giáp Dần luôn được mọi người kính trọng, nếu làm sếp thì sẽ khiến mọi người sợ sệt như cọp dậy. Họ có thể giúp gia đình tránh được nhiều nạn lớn. Với sự mạnh mẽ, cùng sức sống sôi nổi, lạc quan, cuộc đời Giáp Dần sẽ khơi gợi những tình cảm trong lòng mọi người, khiến họ chẳng thể nào lạnh nhạt, cô đơn. Nói tóm lại, người tuổi Giáp Dần đầy sức thu hút, sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Do sinh ra đã có tố chất không hề biết mệt mỏi và hơi lỗ mãng, nên thường hành động rất nhanh. Giáp Dần cũng là người đa nghi hay dao động, nên dễ đưa ra những quyết định vội vàng. Họ rất khó tin tưởng người khác và không bao giờ chịu để ấm ức giấu trong lòng. Đồng thời, Giáp Dần lại là một người thành thật, giàu tình cảm và khẳng khái, hơn nữa còn có khiếu hài hước tuyệt vời. Đa phần tuổi Giáp Dần từ nhỏ đã không được may mắn về tình cảm. Cuộc sống sau hôn nhân của họ sẽ không được may mắn như những tuổi khác. Tuy nhiên, trong công việc cũng như sự nghiệp thì có nhiều điểm sáng và khá thành công. Bước sang tuổi trung niên, có vận may về tài lộc, của cải tích trữ nhiều, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc về già, được hưởng phúc từ con cháu. Giáp Dần là mẫu người mạnh mẽ và phóng khoáng, cho nên những công việc ngoài xã hội sẽ rất thích hợp với họ. Tuy nhiên, họ lại rất biết cách chăm sóc người thân và dạy dỗ con cái. Vì vậy, đối với vấn đề gia đạo, Giáp Dần cũng có đạt được một số thành tựu đáng nể. Nhìn lại quãng đường mà Giáp Dần đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên Giáp Dần mới mưu cầu thành công, thành tựu, vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ. Muốn làm cho hết bản năng của mình nên Giáp Dần mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Giáp Dần mới cố vất vả ngược xuôi ở cái thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Giáp Dần vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, và người tệ bạc cũng không ít, chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc Giáp Dần cũng thấy mừng, vì ít ra ngã sớm cho cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi thì lại chán nản, buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lãng tránh những gì đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Giáp Dần sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Giáp Dần dù sống trong sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Giáp Dần ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cùng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi dương mình tới những thành công mới sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Giáp Dần có thể đổ tại giận, cũng có thể đổ tại người, tại
tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính ta quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Giáp Dần cũng đã tôi rèn ra mình một con người thật bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này Giáp Dần luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người ta cảm thấy được đãi ngộ. Giáp Dần giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cẩu thả, nông nổi, bột chột. Bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Giáp Dần như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết. Trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Giáp Dần là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ dạng vật, lấy ơn báo oán. Không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài, danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với Giáp Dần, đó lại là một loại thông dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló rạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững trí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biến nhát, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Di xin mời quý khán giả cùng đến với phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi các phương diện của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Trong đúng 7 ngày tới, vận trình cụ thể trên từng phương diện như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tuổi Giáp Dần trong đúng 7 ngày tới có chính quan chiếu mệnh, đường công danh, sự nghiệp của tuổi Giáp Dần có được những bước tiến khá lý tưởng. Bạn có thể sẽ đạt được bước thăng tiến trong sự nghiệp của mình, nhất là nam mệnh. Các tinh thái dương cho thấy quý nhân của người này phần lớn cũng là những người nam giới xung quanh. Bản mệnh có thể lựa chọn cách ứng xử phù hợp để không đánh mất cơ hội được quý nhân trợ giúp. Bạn cần phải cố gắng để thể hiện năng lực của mình. Có nhiều người tài giỏi, nhưng không phải ai cũng học được cách để khiến mình nổi bật và gây được ấn tượng, cảm tình với cấp trên đâu. Hãy là người thông minh với cách ứng xử phù hợp nơi công sở, chớ nên vì muốn nâng mình lên mà dẫm đạp lên người khác. Làm như thế chỉ khiến cho hình ảnh của bạn trở nên xấu xí hơn mà thôi. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Giáp Dần trong đúng 7 ngày tới, nhờ nguyệt lệnh ở đất tử, tuổi Giáp Dần không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc. Bản mệnh có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng về vấn đề tài chính, nên dù có biến cố xảy ra thì vẫn có tiền lận lưng. Nhưng trong đúng 7 ngày tới này, thu nhập của bản mệnh chỉ tăng tiến ở mức nhỏ, chứ chưa đạt được sự bùng nổ. Những chú hổ có nhiều tham vọng, nhưng tiếc rằng thời điểm này cơ hội vẫn chưa đến. Tuy nhiên, bạn cứ kiên trì làm việc chăm chỉ thì chẳng bao giờ sợ chết đói. Đồng tiền do chính bàn tay mình làm ra bao giờ cũng bền vững hơn hẳn. Bạn cũng cần tiếp tục kế hoạch tiết kiệm của mình, mỗi tháng góp nhặt chút ít sẽ tốt hơn, để mình phải vất vả xoay sở số tiền lớn chỉ trong ờ gian ngắn. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tuổi Giáp Dần trong đúng 7 ngày tới, nhờ các tinh thiên diêu trợ đào hoa xuất hiện, nhờ thế mà đường tình duyên của những chú hổ góp phần hanh thông, thuận lợi hơn nhiều so với trước đó. Dù là người độc thân hay đã có đôi thì cũng đều có cơ hội để thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn, và cũng có thêm nhiều khoảnh khắc bất ngờ khi đón nhận tình yêu nồng thắm của người ấy. Đừng tự bó buộc bản thân trong những lễ giáo, định kiến của xã hội. Yêu là nói ra, chẳng ai có thể đánh giá bạn. Nếu bạn chủ động tìm kiếm tình yêu thuộc về mình, có thể trong thời gian này bạn sẽ nhận được lời tỏ tình dễ thương từ người hâm mộ giấu mặt đó. Đừng vội từ chối, mà hãy cho bản thân và đối phương cơ hội để thử tìm hiểu nhau xem đã nhé. Xét về phương diện sức khỏe, tuổi Giáp Dần trong đúng 7 ngày tới, sức khỏe của tuổi Giáp Dần không được khả quan cho lắm. Bản mệnh có nhiều nỗi lo lắng không được an yên, khiến cho tinh thần luôn trong tình trạng căng thẳng. Mặc dù cuộc sống của con giáp này chẳng có quá nhiều biến cố, nhưng chính bạn đang đặt ra áp lực cho bản thân, dễ thay đổi cảm xúc thất thường, khiến cho sức khỏe bị ảnh hưởng.
Xem cửu cung phi tinh 2024, trong thời điểm này, bản mệnh nên tránh dùng nhiều đồ màu vàng hay đỏ ở góc chính đông trong nhà, có thể khiến cho cảm xúc bất định. Tiếp theo chương trình, ngay sau đây Minh Đường Tử Vi xin được chia sẻ đến quý khán giả những lời cảnh báo của các nhà tử vi về vận mệnh của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, cần đặc biệt chú ý điều này. Tiểu nhân tranh quyền đoạt lợi, xem vận hạn của 12 con giáp, trong đúng 7 ngày tới này, có rất nhiều nhân riêng với người tuổi Giáp Dần, thì đó là những rắc rối trong công việc, bản mệnh gặp phải những chuyện ngoài dự kiến, bất ngờ nảy sinh trong quá trình làm việc, tiểu nhân xuất hiện trong vận trình sự nghiệp. Bản mệnh cần phải giữ cho mình sự bình tĩnh và sáng suốt để cân nhắc mọi việc, khi hành xử, nhất định phải thận trọng, đồng thời luôn động, viên khích lệ bản thân, có tinh thần làm việc nhiệt tình, hăng hái, tránh để kẻ tiểu nhân có cơ hội giở trò, muốn giành công đoạt lợi của mình. Tai nạn bất ngờ hay ốm vặt trong thời điểm này, bản mệnh cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, nhất là đề phòng những bệnh về tiêu hóa, sức khỏe không ổn định. Bản mệnh cần điều chỉnh chế độ ăn uống để có được sự cân bằng giữa đạm và rau xanh, đồng thời kết hợp thêm tập thể dục, thể thao mới có thể tăng cường sức khỏe, giảm bớt bệnh tật. Đặc biệt, trong đúng 7 ngày tới này, bản mệnh bị hung tinh chiếu mệnh nên có nguy cơ gặp phải những tai nạn bất ngờ. Khi đi đứng, nên chú ý quan sát xung quanh, chớ nên vừa đi vừa sử dụng điện thoại, càng không được tham gia giao thông khi trong người đã có hơi men, để tránh chuyện xấu xảy ra. Và ngay bây giờ, không để quý khán giả phải chờ đợi thêm nữa, xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải chi tiết về vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của tuổi Giáp Dần 1974, cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Giáp Dần 1974, sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tức tháng Giêng, là tiết Tân Xuân, người này gia vận hưng phát, phú quý cát tường, con hiền, cháu thảo. Tháng 1 âm lịch trùng với thời điểm Tết đến xuân về, nên người này cũng có tính cách chính trực, lương thiện, có ý chí kiên định, vững vàng, gia đạo an yên, hưng vượng vô cùng. Từ khi sinh ra đã được hưởng vinh hoa phú quý. Người này có số thăng quan, phát tài, thông minh, tài giỏi, ở trên dạng người, không phải chịu sự quản thúc của người khác, con cái có hiếu, tương lai rộng mở. Người này được trưởng bối yêu thương và giúp đỡ rất nhiều, có con đường phát triển hanh thông, vượng phát. Có thể nói, người cầm tinh con hổ mà sinh tháng Giêng thì quả là tháng sinh đại cát của 12 con giáp, vừa sinh ra đã được hưởng phúc khí kéo dài cho đến hết cuộc đời. Vận mệnh của người tuổi Giáp Dần 1974, sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết Kinh Trập, là thời điểm xuất lực dụng võ, thể hiện sức mạnh cá nhân, người tài trí hơn người, dùng mưu như thần. Việc gì đã quyết là tất sẽ thành, có tài kinh ban tế thế, có thể thống lĩnh đại quân, lãnh đạo dạng người. Vận mệnh của người này vô cùng tốt đẹp, tài năng xuất chúng. Họ có thể làm nên đại nghiệp kinh thiên động địa, vừa có đức, lại vừa có tài, vừa có trí, lại vừa có dũng, vừa có trung lại vừa có hiếu. Quả thực không thể có điều gì khiến cho người này lùi bước. Họ có khả năng trở thành lãnh đạo, là tấm gương để người người noi theo, được kính nể và ngưỡng mộ, cũng được yêu quý rất nhiều. Vận mệnh của người tuổi Giáp Dần 1974, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch cũng trùng với tiết Thanh Minh, đất trời giao hòa, chịu ơn mưa móc, người tuổi Giáp Dần được hưởng lộc đất trời, nên có khí thế xung thiên, lập nên nhiều công trạng, hoạn lộ hanh thông, dạng người ngưỡng vọng. Người này tiền vận không được tốt cho lắm, từ sau tuổi trung niên thì điểm khởi phát không gì có thể ngăn cản được, thăng tiến nhanh như vũ bão. Người cầm tinh con hổ sinh vào tháng này, trời sinh thông minh, đỉnh ngộ, dù làm bất cứ việc gì cũng đạt được thành tích cao tới bất ngờ, đường công danh sự nghiệp vượng phát, có địa vị cao trong xã hội. Vận mệnh của người tuổi Giáp Dần 1974, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết Lập Hạ, thời tiết nóng bức, sông cây cối lại xung xuê, tươi tốt, người này được hưởng phú quý, cả đời không phải lo phiền, con cháu hiền hòa, hiếu thảo. Người cầm tinh con hổ sinh vào tháng 4 âm lịch, xem tử vi thì có phúc tướng, gia đình yên ấm, hạnh phúc, vợ chồng yêu thương, giúp đỡ nhau nhiều trong cuộc sống. Người này trong công việc gặp nhiều thuận lợi, được quý nhân tương trợ, thăng quan, tiến chức trong tầm tay, cả đời tiêu dao tự tại, chuyện gì cũng hanh thông,
không phải lo phiền. Vận mệnh của người tuổi Giáp Dần 1974, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết Mang Trùng, vận mệnh của người này khá tốt. Con người có phong độ, có uy nghiêm riêng, văn võ song toàn, can đảm hơn người, biết tiến, biết lùi, giỏi ăn nói và giỏi đối nhân xử thế. Bất cứ chuyện gì cũng đều lên kế hoạch rõ ràng, nhờ thế đạt được nhiều thành tựu, tay trắng lập nghiệp, thành công vang dội, phú quý đầy nhà. Người người ngưỡng vọng, người này không được hưởng phúc lộc tổ tiên để lại, song bù lại có tinh thần tự lập cao, mọi chuyện đều dựa vào chính sức mình, nhờ có tài năng hơn người, có ý chí và lòng can đảm, lại được quý nhân nâng đỡ, nên họ giành được nhiều thành công trong cuộc sống, tính cách ngay thẳng, cũng rất nghiêm khắc, đạt được quyền thế vững vàng. Tuy nhiên, tính khí người này có phần nóng nảy, nên dễ đắc tội với người, nên cải thiện điều này, để tránh nảy sinh xung đột, mâu thuẫn nghiêm trọng. Vận mệnh của người tuổi Giáp Dần 1974, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết Tiểu Thửu trong năm, tiết trời khô hanh, làm gì cũng khó, cũng chính nhờ thế mà người này ý chí hơn người, có dũng khí, cũng có lòng quyết tâm, hiếm người sánh bằng, có điều ý chí không thiếu, mà tài lực gấp phần ít ỏi, nên mưu sự khó thành, hành sự nhiều khó khăn. Vận mệnh của người này khá trắc trở, phải trải qua nhiều sóng gió, cũng khó bề làm nên cơ nghiệp. Người này có tinh thần nghĩa hiệp, không khoanh tay trước chuyện bất bình, nếu có thể, sẽ giúp đỡ tới cùng, có ý chí, có quyết tâm, song một đời nhiều lần thất vọng, khi ước mơ khó lòng thực hiện. Bản thân tài lực không đủ, lại không may mắn có quý nhân giúp đỡ, người này có thể gặp phải chuyện tan tóc, mất đi người phối ngẫu. Vận mệnh của người tuổi Giáp Dần 1974, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết Lập Thu, xem vận mệnh của người này có tính cách mạnh mẽ, kiên định, gan dạ, dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm cao, dù có khó khăn đến đâu, họ vẫn quyết tâm chinh phục và giành được những thành công đáng kể. Người này có ý chí không thể khuất phục, cũng có tài trí hơn người, họ là người phóng khoáng, nhiệt tình, năng giúp đỡ mọi người, vì chính nghĩa mà chẳng từ nam. Tuy nhiên, tổ nghiệp phúc mỏng, nên tiền vận gặp nhiều trắc trở. Từ trung vận trở đi, dựa vào nghị lực của bản thân và tài năng sẵn có mà tay trắng làm nên cơ nghiệp, được người người kính nể. Vận mệnh của người tuổi Giáp Dần 1974, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trong năm là tiết Bạch Lộ, là thời khắc đất trời huy hoàng, nên người này có tài năng xuất chúng, có tài nhìn xa trông rộng, đoán định tương lai, lại có tài văn chương cái thế, một tay nâng đỡ cả thiên hạ, được bao người ngưỡng vọng, trí tại bốn phương, hào sảng phóng khoáng, gặp nhiều may mắn, dạng sự như ý. Sinh vào tháng 8 âm lịch, người cầm tinh con hổ là chúa tể rừng xanh, khi mà có thiên tư đỉnh ngộ, mưu sự siêu diệt, tài năng văn chương xuất chúng, lại có khả năng nhìn xa trông rộng, vậy nên nắm bắt được nhiều thời cơ hiếm có, cả đời được trọng vọng, gian danh bốn bể, ý chí ngất trời. Song người này có phúc lộc tổ tiên bạc nhược, nên cả đời phải tự lực tự cường, dựa vào bản thân là chính. May sao có quý nhân tới giúp sức phần nào, nên gặp hung quá cát, vận trình dần dần hưng vượng, dạng sự đại cát, công thành danh toại. Vận mệnh của người tuổi Giáp Dần 1974, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết Hàn Lộ, người này mãn phúc kinh luân, học cao hiểu rộng, chỉ hiềm sinh không gặp thời, nên mưu sự khó thành. Chính vì thế mà họ chỉ cầu bình an, có phần an phận thủ thường, chứ không mơ tưởng về đại nghiệp, thậm chí còn có ý từ bỏ cõi hồng trần, tu thân, xóa bỏ tạp niệm. Người này tài trí hơn người, thông minh, linh hoạt, học hành giỏi giang, trí tuệ uyên bác, chỉ có điều họ không đủ thực tế, chỉ biết học suông, chứ không áp dụng được kiến thức vào đời sống, khả năng tự lập kém, khá dựa dẫm, ỷ lại, chỉ mong đi theo người khác, chứ không muốn tự mình lập nghiệp. Thêm nữa, người này mắc chứng tự cao tự đại, nên làm gì cũng khó, nhiều cản trở, không được quý nhân đoái thương, có tài mà chẳng có nơi dụng võ, chỉ biết cảm thán thế sự không chịu lòng người. Nếu biết sửa đổi tính này, tự lập hơn, dám chịu khó, chịu khổ, thì có thể sẽ làm nên đại nghiệp. Vận mệnh của người tuổi Giáp Dần 1974, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch tức tiết Lập Đông, vận mệnh của người này tuy rằng vất vả, nhưng không được như ý, có tài năng, có trí tuệ, song sinh chẳng gặp thời, phải tha hương cầu thực,
bôn ba ngược xuôi, song lực mỏng, phải dựa vào người khác mới mong có thể lập nghiệp. Số kiếp người này phải xa nhà, xa người thân, chịu nhiều khó khăn, vất vả, công sức bỏ ra nhiều, nhưng thành quả hưởng chẳng bao nhiêu. Họ là người trọng nghĩa khí, tính khí cũng hiền hòa, nho nhã. Nếu có thể tìm được người hợp tác đáng tin cậy, thì vận trình có thể khởi sắc, sự nghiệp có niềm khởi phát. Nếu không thì vất vả cả đời, nhưng cũng không đạt được thành tựu gì đáng kể. Vận mệnh của người tuổi Giáp Dần 1974, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết đại tuyết. Vận mệnh cuộc đời của người này chịu nhiều trắc trở, gặp phải nhiều chuyện không như ý, thậm chí có thể vướng phải tai nạn bất ngờ như bệnh tật, tai nạn, quả lao tù, mưu sự khó thành, nhiều nỗi ưu sầu, dạng sự cẩn trọng là hơn. Cuộc đời của người này phải trải qua nhiều tai ách, lại không được quý nhân để mắt, nâng đỡ ít nhiều, nên cả đời bôn ba ngược xuôi. Tuy nhiên, nếu cố gắng hết mình, thì dù không làm nên sự nghiệp gì dễ dàng, to lớn, song cũng không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Trong mệnh có điểm báo hiểm quả lao tù, nên người tuổi này cần phải lưu ý cẩn trọng khi hành sự, chớ lơi là cảnh giác, kẻo sẽ vướng phải tai họa từ trên trời rơi xuống. Người này cũng thích một mình, tính tình quỷ quái, vậy nên các mối quan hệ xã giao không được tốt và sự nghiệp bị ảnh hưởng phần nào, khó giành được thành công. Mối quan hệ gia đình cực kỳ phức tạp, song nếu sinh vào giờ tốt thì vẫn có thể xoay chuyển vận mệnh, giảm bớt tai ương. Vận mệnh của người tuổi Giáp Dần 1974, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức tháng Chạp, rơi vào tiết Tiểu Hàn. Vận mệnh của người này hôn nhiều, cát ít, cơm áo chẳng được đủ đầy, tâm trí nhiều điều lo lắng, ra đời bị tiểu nhân dây hãm. Cần chú ý đề phòng kẻ xấu ném đá sau lưng, hãy nên ăn phận thủ thường, cẩn trọng trong mọi chuyện để giữ sự an toàn cho bản thân, nếu không sẽ đi vào con đường khổ cực trăm bề. Cuộc đời của người này nhiều sóng gió ưu tư, trong đời chẳng được hưởng cảnh thái bình, cả đời sống trong bóng tối, mờ nhạt, chẳng mấy người biết đến, khó có được thành tựu đáng kể. Nên tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, năng kết giao bạn bè, để dựng dẫn quý nhân, nhờ quý nhân nâng đỡ, có thêm cơ hội thể hiện tài năng, may ra ước nguyện, có sự nghiệp, công danh thăng tiến. Quý vị thân mến, trên con đường nhân sinh, ai ai cũng đều không biết trước mình sẽ gặp phải khó khăn trắc trở hay thất bại gì. Cũng có những việc khi đã đi gần hết chông gai rồi, lại bởi vì một chút khó khăn cuối cùng mà sụp đổ, từ bỏ, thực sự là vô cùng đáng tiếc. Khi gặp những trắc trở trên đường đời, hãy suy ngẫm bốn điều dưới đây, nội tâm chúng ta nhất định sẽ thông suốt hơn, phúc phận tự nhiên sẽ đến. 1. Mọi việc chớ nên cưỡng cầu. Trong tác phẩm Phá Diêu Phú, tác giả Lã Mông Chính viết: giàu sang thì ai cũng muốn, nhưng phúc lộc thì sao có thể cưỡng cầu. Con người thế gian cả đời đa phần đều theo đuổi danh và lợi. Vì để có được danh và lợi, có người còn không từ một thủ đoạn tồi tệ hay phương pháp bất chính nào. Nhưng cổ nhân thường nói: mệnh lý hữu trung tu hữu, mệnh lý vô mặc cưỡng cầu. Nếu trong mệnh được an bài là có thì cuối cùng sẽ có, còn trong mệnh không có thì cho dù có cưỡng cầu như thế nào đi nữa cũng không chiếm được những điều nên đến, những người nên gặp. Đến lúc thích hợp sẽ tự nhiên đến. Chúng ta chỉ cần dụng tâm làm tốt những việc cần làm, hoàn thành tốt bổn phận, chức trách của bản thân là được rồi. Trong Đạo Đức Kinh viết: thường thiện nhược thủy, thủy thiện lợi dạng vật nhi bất tranh, thiện cao nhất như nước. Nước có thể làm lợi dạng vật mà không tranh giành. Nước là biểu hiện rất cao của sự thiện lương nơi thế gian, nuôi sống dạng vật, lại nguyện ý ở chỗ thấp. Nếu một người có thể làm được như thế, thì phúc lộc không cưỡng cầu cũng tự đến. Đó cũng chính là đạo lý, thiên đạo vô thân, thương giữ thiện nhân, đạo trời là công bằng, không thiên vị bất kỳ ai. Nhưng người lương thiện phù hợp với đạo trời, nên như là được trời giúp. 2. Minh bạch điều bản thân theo đuổi. Sách Thái Căn Đàm viết: thế sự như dáng cờ tranh đấu thắng thua, thay đổi thất thường. Con người một khi đã tham gia vào thì thường sẽ bị mê hoặc ở trong đó. Chỉ có người không chơi, đặt bản thân ở bên ngoài mới có thể rõ ràng minh bạch. Con người sống trên đời cũng giống như sinh sống trong một cái bình, bị phong bế ở trong truy danh trục lợi, cả đời bận bịu. Chỉ khi phá tan được cái bình ấy, người ta mới có thể hiểu được chân lý đời người, đạt tới cảnh giới siêu phàm. Chỉ khi tất cả những giấc mơ tan dở, người ta mới nhận ra rằng hết thảy chỉ là hư không. Gia Cát Lượng từng viết trong Giới Từ Thư rằng: phi đạm bạc vô dĩ minh chí, phi chữ tỉnh vô dĩ chí diễn,
không theo đuổi danh lợi, sống cuộc sống đơn giản mộc mạc, thì mới hiển lộ ra chí hướng của bản thân, không theo đuổi sự náo nhiệt, trong tâm an bình thanh tĩnh, thì mới có thể đạt được mục tiêu rộng lớn. Trong cuộc đời, ai ai cũng đều phải trải qua rất nhiều sự tình, sẽ có được danh lợi tài phú, sẽ có được tình yêu, tình thân, nhưng đừng để tâm chấp nhất dính mắc vào nó. Đời người bất quá chỉ mấy chục năm, dội dàng mà trôi qua, cho dù chúng ta có bất kể thứ gì thì cuối cùng cũng hóa thành cát bụi. Chỉ khi chúng ta minh bạch được bản thân mình thực sự nên theo đuổi điều gì, thì cuộc sống mới có ý nghĩa, đó chính là phúc vận lớn của đời người. 3. Học cách tĩnh tâm, hưởng thụ cuộc sống. Trong tác phẩm Tiểu Song U Ký có viết: niềm vui sướng lớn nhất của cả đời người không gì lớn hơn là đọc được một cuốn sách tốt, kết giao được với người lương thiện, sống chất phác, không màng danh lợi. Phúc vận tốt nhất của cả đời người không gì lớn hơn là được ngồi trong giường bình hòa tĩnh lặng mà thưởng trà, dâng hương, an hưởng phúc. Trang Tử cũng từng viết trong Đạt Sinh rằng: người thực sự hiểu được ý nghĩa của đời người sẽ không lãng phí thời gian quý giá của cuộc đời này, sẽ không đi theo đuổi những thứ không có giá trị đối với sinh mệnh. Con người dành cả đời để truy cầu những điều không có giá trị đối với sinh mệnh chi bằng tĩnh hạ tâm xuống, hưởng thụ cuộc sống, như thế cũng là phúc vận tự nhiên đến. 4. Học buông bỏ, thuận theo tự nhiên. Sách Thái Căn Đàm viết: tranh giành danh lợi với người khác, thậm chí bằng mọi giá để đạt được danh lợi, nhưng con người lại chưa từng nghĩ trong quá trình tranh giành ấy có quá nhiều thứ mất đi. Mặc dù có sống lâu trăm tuổi, nhưng mỗi ngày đều là sống dội dội vàng vàng, long đong lật đật, chưa từng suy nghĩ đến ý nghĩa của sinh mệnh mình. Sống như vậy cũng giống như người không sống thọ mà thôi. Khi chúng ta hiểu được sự tình và sự vật mà bản thân nôn nóng theo đuổi trong cả đời, hơn nữa sau khi suy nghĩ được ý nghĩa của việc con người vì sao mà sống trên thế gian này, thì chúng ta sẽ phát hiện ra rằng danh và lợi mà chúng ta khổ tâm truy cầu cuối cùng chỉ là hư ảo. Dân, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.